Đợt giãn cách 2 tuần, cả thành phố Hồ Chí Minh theo chỉ thị 16 đã khiến nhiều người dân thi nhau tích trữ lương thực, hàng hóa khan hiếm cục bộ, thực phẩm tại một số điểm bán thì đội giá lên cao. Và lúc này những sạp rau từ thiện, những chợ không đồng bắt đầu mọc lên để giúp giảm bớt nhiệt tại các siêu thị, cửa hàng thực phẩm và cũng để giúp người dân yếu thế có thực phẩm sử dụng qua ngày chờ hết giãn cách. Đa phần những quầy rau từ thiện, quầy rau không đồng thường rất đông người dân đến về để nhận, thậm chí rất nhiều nơi còn phải xếp hàng dài để đến lượt mình. Thế nhưng quầy rau muống xanh tươi mơn mởn, đầy ắp thế này mà lại không có ai đến nhận. Nhìn qua thì có vẻ hơi vô lý, hay là do người dân không thích ăn rau muống, thông tin quầy rau từ thiện chưa được công bố rộng rãi, hay là người dân ngại đến lấy nhận. Chủ nhân sạp rau tự hỏi và băn khoăn. Không hiểu lý do vì sao, cho đến khi quan sát thật kỹ và phát hiện ra, đại boss nhà mình đang ngồi chễm chệ trên ghế và trưng bộ mặt ai đến lấy thì lấy, không lấy thì cứ lấy. Sau khi hình ảnh sạp rau cùng chú mèo được đăng tải trên mạng xã hội, thì ngay lập tức spotlight đã thuộc về chú mèo cưng này. Quả thực đại boss vừa kiểu đanh đá, có chút hờn dỗi. Có thể vì đang chơi ngon lành thì bị bắt ra canh sạp rau, thế nên cộng đồng mạng thay vì hỏi địa chỉ chỗ bán rau thì lại thi nhau bình luận về chú mèo ngộ nghĩnh này.